là em biết em si tình, tình 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 toàn toàn tình, toàn tình mình tình tan 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 tình. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình, tình 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 tang tang tình, tang tình mình tình tang 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 tình.跳碧昂斯神曲《一天狂吸440万》，王抢看。超人气啦啦队队员李多惠日前才穿旗袍挑战时下最夯的呱呱舞，电晕一票网友，纷纷高喊好泼我没了。而多惠只要一跳舞就是流量密码，随便一支观看数都破百万。只要他抛出挑战碧昂斯神曲 Single Ladies 的片段也不例外，才短短一天就吸引超过440万的网友观看。南韩啦啦队女神李多惠外形甜美，不时在社群上分享日常。三日，李多惠就在 Instagram 上分享一段热舞影片，身穿紧身旗袍，扭摆纤细腰肢，自信大跳啦啦队舞蹈。影片才曝光3小时，就狂吸130万人朝圣。